The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Đêm nay trăng sáng có anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình The Jimmy Show. Hôm nay Jimmy rất vui được tái ngộ với khán giả và vui hơn được hân hạnh mời lại một trong những tiếng hát, một trong những thần tượng mà khán thính giả đã có yêu cầu Jimmy mời lên Jimmy Show một lần nữa. Cô là một trong những danh ca mà quý vị đã yêu mến từ trước năm 1975 cho tới ngày hôm nay tại hải ngoại, chúng ta vẫn quý mến và yêu mến giọng hát của cô. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ danh ca Hoàng Oanh. Con xin chào cô. Xin chào Jimmy. Hoàng Oanh hân hạnh gặp lại quý vị khán thính giả của chương trình Jimmy Show. Hôm nay thì thời lượng chương trình sẽ dài hơn, cho nên hai cô cháu mình sẽ chia sẻ với nhau nhiều những câu chuyện trong đời văn nghệ của cô nha. Yeah. Cô ơi, con được biết là cô đi hát rất là sớm. Và cụ thể là vào năm nào thưa cô là cô đã đi hát rồi? Jimmy biết không? Lúc mà khởi đầu đi hát đó, thì Hoàng Oanh lúc đó mới vừa 5 tuổi. Thì ba của Hoàng Oanh dược nhạc cho Hoàng Oanh. Ba của Hoàng Oanh nhận thấy là Hoàng Oanh có khiếu đi hát, có khiếu, có giọng. Thành ra mới tập cho Hoàng Oanh. Thì lúc đó ba Hoàng Oanh có mở một lớp nhạc ở nhà. Thành ra Hoàng Oanh cũng có nghe mấy học trò của ba của Hoàng Oanh hát, thì bây giờ mình cũng tập tành hát theo đó, thì cũng vậy đó. Thì từ lúc đó thì cái thời gian đó là ba của Hoàng Oanh quen thân với lại bác Lê Thương. Thành ra bác Lê Thương cũng bác Lê Thương là đặt nhạc thường cho trẻ em, cho thiếu nhi. Thành ra những cái lớp thiếu nhi như Hoàng Oanh vậy là bác rất là yêu mến. Cho nên bác có dạy, và sau đó thì đến Hoàng Oanh nhớ là Hoàng Oanh có được cái giải hát ở Đài Pháp Á đó, được giải thưởng khi mà mình thi tuyển lựa đó. Thì có nhạc sĩ, lúc đó có nhạc sĩ Trần Văn Lý, đó, cũng có ban nhi đồng ở đó đó. Rồi tôi thì sau đó thì là đến năm 1958 đó, thì là Hoàng Oanh tăng cường thêm ở trong ban Tuổi Xanh. Ban Tuổi Xanh có như là chị Mai Hương với chị Bạch Tuyết đồ đi ra hát ban người lớn. Thành ra trong đó trống thiếu mấy em thiếu nhi, cho nên bác Kiều Hạnh mới bác Kiều Hạnh với lại bác Phạm Đình Sĩ mới là tăng cường thêm một vài cô bé mà biết hát. Thì có tăng cường Hoàng Oanh và có hình như là có Bích Vân, có Ngọc Vân, Phước Vân, nghĩa là ban Tam Vân đó, thì cũng có gia nhập, thành ra đông hơn đó. Thành ra nhưng mà Hoàng Oanh chỉ ở trong cái ban tuổi xanh đó đến năm 60, năm 58 cho tới 60 là 2 năm đó. Thì Hoàng Oanh gia nhập, chuyển qua ban Việt Nhi của Đài Phát thanh Sài Gòn. Đó, thì ban Việt Nhi thì là Jimmy biết là của anh nhạc sĩ Nguyễn Đức. Còn ban thiếu nhi nào nữa không mà cô tham gia trong thời gian đó thưa cô? Hoàng Oanh nhớ là 1958 đó, thì ở bên Đài Quân đội có một thành lập một cái ban thiếu nhi Đài Quân đội, mà trưởng ban á là nhạc sĩ Lê Đô, tức là ông Trọng Liêu đó. Thì nhạc sĩ Lê Đô sử dụng clarinet, thì nhạc sĩ có thâu nhận mấy em nhỏ vô ban, thì trong đó có Hoàng Oanh.
Và có một điều lạ và chưa có ai biết á, là ngày xưa mà ban nhi đồng thiếu nhi đó, mà cặp song ca mà hay song ca trong thiếu nhi là Hoàng Oanh với Tuấn Ngọc. Đó. Vui lắm mà hồi nào giờ Hoàng Oanh không có nói ra. Bây giờ nhớ lại, mình nhắc lại cái thời thơ ấu mà ở trong ban thiếu nhi đó, thì mới nhớ là hồi đó hồi xưa là cái cặp song ca là Kim Chi Quốc Thắng á, là cặp song song ca cũng thiếu nhi đó, thì Hoàng Oanh với Tuấn Ngọc, nhưng mà ở trong ban của chú Lê Đô thôi, của nhạc sĩ Lê Đô thôi. Mà thường song ca nhất là hai cái bài Gió Hiền với lại bài Thuyền Trăng của Nhật Bằng. Là đó là cặp song ca thiếu nhi cô ha. Đã thiếu nhi. Vui lắm. À, nhạc sĩ Lê Đô là người đã phụ trách trong cái phần mà thiếu nhi quân đội. Dạ, ban thiếu nhi quân đội. Còn ban ở Đài Phát Thanh thì là có anh ban Việt Nhi của anh Hai Nguyễn Đức. Hai Nguyễn Đức. Dạ. Thời gian mà cô tham gia ban Việt Nhi đó thì lâu không thưa cô? À, khoảng chừng 2 năm. Thì sau đó là bắt đầu năm 60 thì đúng rồi, năm 60 đó, thì Hoàng Oanh qua ban Việt Nhi, thì từ đó đó hát chừng 1-2 năm á, thì Hoàng Oanh chuyển qua ban người lớn luôn. Ban người lớn luôn. Thì lúc đó là ban người lớn thì họ mời Hoàng Oanh hát rất nhiều, giống như là mời hát ở ban về ca nhạc, rồi có mời ban ngâm thơ nữa. Thì những cái ban ca nhạc thì gồm có là ban Hoàng Trọng, rồi ban Tiếng Thời Gian, ban của Dương Thiệu Tước, rồi ban của Phó Quốc Lân, ban Nhạc Vàng, rồi ban ban gì nhiều, rất nhiều những ban nhạc thời đó lắm. Của cộng tác. Dạ. À, mà khi mà lúc nãy trước khi vào chương trình thì cô có chia sẻ là cô có biết nhạc sĩ Lê Thương và đã hướng dẫn cô rất nhiều trong cái buổi đầu, thì hình như là ông cũng là người đưa cô để thâu ngâm thơ phải không cô? Dạ, thì bây ngâm giờ mình lúc đó là cái lúc mà các ban người lớn họ mời Hoàng Oanh, thì lúc đó là có ban ngâm thơ nữa, hai ba ban ngâm thơ cũng muốn mời Hoàng Oanh, nhưng mà Hoàng Oanh lúc đó có cô lúc đó có 12 tuổi, 11, 12 tuổi, thì ngâm thơ thì là giống như mình vô, nhưng mà mình ngâm thơ còn thiếu nhi, hơi thiếu nhi đó. Thành thử là thì mình nói là bác Lê Thương đó có biết Hoàng Oanh ngâm thơ và có thích Hoàng Oanh ngâm thơ, cho nên bác có giới thiệu vô hãng Dĩa Sống Nhạc để Hoàng Oanh ngâm thơ trong một vài cái dĩa. Thì lúc đó là Hoàng Oanh nhớ là lúc đó cũng còn nhỏ nhỏ, thành ra lần đầu tiên không phải hát mà lần đầu tiên là ngâm thơ trong dĩa hát đó. Thành ra tôi nhớ là hai cái dĩa hát là Ngậm Ngùi mình hát cho chú Anh Ngọc, còn Hồng Anh ngâm thơ, đó, ngâm thơ bài Ngậm Ngùi của Huy Cận đó. Yeah. Thì còn một bài nữa là hình như là bài Đẹp Hậu Giang của thi sĩ Kiên Giang đó. Yeah. Rồi đó là ngâm thơ đầu tiên mà mình thâu dĩa là ngâm thơ, đó. Rồi sau đó mới là qua hãng dĩa Việt Nam, chứ bây giờ là mình ngâm ở Sóng Nhạc. Sóng Nhạc, dạ. Đây Hậu Giang, đây Hậu Giang. Nhanh sông gắn bó kiều lăng, phù sa cuộn chảy trong dòng nước. Khói sóng hòa hơi thở sớm, nơi đây đời sống thanh bình lắm, với đất phì nhiêu nước Hậu Giang. Con thấy trên bìa mấy cái bìa băng đó thì ghi là cô Hoàng Oanh ngâm, còn là bạn Anh Ngọc hoặc là bạn Duy Khánh gì đó ca, chứ không ghi là như là ca sĩ này ca sĩ kia ca cô ha. Dạ, lúc đó cái kiểu của họ đề tên như vậy đó. Yeah. Bạn cái lúc mà cô ngâm như là bài Ngậm Ngùi đi, con nghĩ lúc đó cô còn nhỏ thì dạ, cô có đủ đã biết yêu hoặc là cô đã ngấm được cái bài Ngậm Ngùi hay chưa, tại vì đó cũng là một bài thơ tình rất hay. Dạ, thì là cái lúc mà mình khi mà mình ngâm thơ ở trong ban thơ đó
thì mấy chú soạn, biên soạn thì cho Hoàng Oanh, tại vì lúc nó nhỏ thành ra chú cho ngâm những cái bài mà thơ mà tả tả cảnh không à. Thí dụ như là cô ngâm cái bài mà đi chơi chùa Hương với lại cô Hồ Điệp, thì chú Nguyễn Đình Toàn đó, chú biên soạn đó, chú cho Hoàng Oanh ngâm mấy câu đầu đấy, chỗ mà em tuy mới 15 mà đã lắm người thăm, nhờ mối mai đưa tiếng. Tả tư cảnh như trăng rằm đó, bao nhiêu đó mấy câu. Nếu mà Jimmy nghe lại cái bài đó, Jimmy sẽ thấy là cô ngâm có đoạn đầu không, còn cái đoạn mà tình tả tình hay thì thấy ước ác thì để cô Hồ Điệp. Cho nên lúc đó cô cũng ao ước mình, nó trời ơi sao mấy cái đoạn thơ mà thơ tình như vậy hay quá mà thấy mình không được ngâm, không biết nữa, tại vì mình còn nhỏ chưa được ngâm. Mà lúc đó cô hỏi nhỏ cô biết yêu chưa? Ồ, lúc đó chưa đâu. Chưa, nhưng mà thích ngâm thích ngâm mấy cái bài, tại vì mấy bài đó là nó hay lắm. Ví dụ như đường đây kia lên trời, ta bước tựa vai cười hay. Còn này là cả cảnh là còn đi đò đi. Cảm ơn cô thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài phút thương mại thì cô Hoàng Oanh cùng với Jimmy sẽ trở lại với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Hoàng Oanh. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ là cô có ngâm thơ trong ban ngâm thơ Tao Đàn. Mà cụ thể là ban nào thưa cô? Ban Tao Đàn thì của thi sĩ Đinh Hùng. Của Đinh Hùng. Đó, thì đúng rồi là ban Tao Đàn đó. Thì là thi sĩ Đinh Hùng phụ trách cái ban đó. Thì lúc đó là mình đi học đó. Cô đi học xong rồi đi về gấp gấp quá đó. Thì tới chừng mà trường tan trường là 6 giờ đó, thì phải chạy mau mau lại đài đặng thâu. Thì thâu vừa lúc kịp cái bài cuối cùng. Nhưng mà bác Đinh Hùng, bác dễ chịu lắm, bác rất là dễ dãi, bác không có rầy. Lúc đó mình sợ mình đi trễ quá là bác rầy, cái bác rầy cô. Bác không có rầy, cái bác nói thôi bây giờ cháu vô cho ngâm bài cuối đi. Thành ra nhớ mấy cái đó dễ thương lắm. Nhưng lúc nãy cô nhắc đến cô Hồ Điệp, thì cô có kỷ niệm nào mà vui vui với cô Hồ Điệp không cô? Trong cái lúc đi thâu hay là gì đó? Cô thì cô rất là ngưỡng mộ cô Hồ Điệp. Tại vì mình khi mình ở trong cái ban ngâm thơ đó thì tất cả chú cô rồi đó đông lắm. Chú Nguyễn Thanh nè, chú Quách Đàm, chú Hoàng Thư, rồi cô Hồ Điệp. Thì lúc đó là Hoàng Anh mới tập tễnh ngâm thơ thôi, nhưng mà nghe mấy chú mấy cô ngâm thì mình cũng ngâm theo đó. Chứ ngày xưa thì thật ra là không có một cái trường lớp nào để mà dạy ngâm thơ hết, cho nên mình chỉ ngâm theo cái với lại Hồng Anh cũng có khiếu nữa, mà cũng có thích thơ. Thích thơ, có tâm hồn ngâm thơ, có tâm hồn thơ, thành ra mình ngâm được. Với lại nếu mà muốn biết ngâm đó thì thiệt ra cũng phải học cái căn bản á, căn bản của mỗi giai điệu vậy đó. Nó có cái căn bản, thành ra phải mình nếu mình thuộc cái căn bản thì mình sáng tạo thêm. Thì qua những cái bài ngâm thơ của mấy cô mấy chú đó thì Hoàng Oanh đúc kết lại, rồi Hoàng Oanh tự tạo ra một cái lối ngâm riêng của mình đó. Nhưng mà còn cái lối ngâm của Hoàng Oanh nó cũng tựa tựa với lại chú Quách Đàm đó. Đó, cô thấy nó tựa tựa cái loại ngâm thơ Tao Đàn. Mà ngâm thơ Tao Đàn thì người ta thích lắm. Cái loại ngâm thích. Còn thơ cổ thì xưa quá đó. Thành ra nghe những cái người mà xưa thì họ nghe nhiều, nhưng mà những cái người bây giờ đó, những cái lớp trẻ bây giờ, cái lớp mà của cô đó, lúc đó đó thì là họ thích ngâm thơ Tao Đàn. Mà mãi tới bây giờ người ta cũng vẫn thích thơ Tao Đàn. Đúng rồi. Mà bây giờ cô thấy là bây giờ người ta thích nhiều hơn á. Đúng rồi thưa cô. Và ngoài Tao Đàn thì cô còn tham gia vào ban ngâm thơ nào nữa không cô? Hình như là còn một vài ban nữa, giống như là ban thi nhạc vô duyên, rồi ban tiếng thơ của chú Thanh Nam. Thi sĩ Thanh Nam. Thi sĩ Thanh Nam đó. Cô ơi, con phải nói là khán thính giả quý mến cô bên cạnh giọng hát và còn luôn cả phần ngâm thơ nữa. Và cô là người phải gọi là tiên phong trong việc là vừa ngâm thơ Tao Đàn mà vừa hát. Cho nên khán thính giả rất là chú ý và nhớ ấn tượng cô thật nhiều.
Cái đó là cô tự suy nghĩ ra là mình phải ngâm để mình tạo một cái dấu ấn riêng hay sao cô, hay là có ai hướng dẫn cô không? À, thì nói là thì hồi nãy cô nói đó là không có trường lớp nào dạy hết á, thì mình phải nghe những người lớn họ ngâm rồi mình tự tạo ra một cái lối ngâm riêng đó. Nhưng mà rồi cái phần mà hát vô cái đầu bài đó thì cô nhớ là ngày xưa đó cái những cái bài hát mà có ngâm thơ đó, thường thường người ta viết sẵn cái câu thơ đó cho người ngâm. Thí dụ như cái bài Hồn Vọng Phu của bác Lê Thương đó, thì bác có mấy cái câu ngâm đầu vô đó, rồi sau đó là mình dẫn vô cái bài hát. Thì là cô thấy là khi mình ngâm như vậy mà thấy nó đưa cái cảm xúc nó dâng thêm, nó tăng thêm. Cho nên sau đó đó, những cái bài sau mà cô thấy bài thơ nào mà mình để thêm, mình đi kiếm thêm mấy câu thơ đầu thì nó hay thêm. Cho nên sau này là cô tự tìm, nếu mà không có những cái câu thơ sẵn đó thì cô đi tìm những cái câu thơ thích hợp đó, cô gắn vô cô ngâm mỗi bài hát. Trước mỗi bài hát đó, cho nó hay thêm. Dạ đúng rồi. À, thưa cô, hôm nay con gặp cô thì con cũng muốn hỏi thêm luôn là cô có những kỷ niệm nào khi mà cô thâu băng, thâu dĩa, bởi vì con được biết là cái thời mà chưa có vô tuyến truyền hình thì đa số là các ca sĩ thời đó là hát ở đài phát thanh. Thì cô có kỷ niệm nào khi mà cô thâu thanh trên đài phát thanh và cũng như thâu dĩa không? Cô có nhiều kỷ niệm lắm chứ. Khi mà cô mình nói, bây giờ mình nói cái vụ thâu thanh trên đài phát thanh đi. Thì những cái bài hát á, ở đó đó, khi mà ông ví dụ như ông Hoàng Trọng đi, ông đưa một bài hát ra đó, thì một bài hát đó thì những cái người khác đó phải cầm bài theo, Đặng Ngọc phụ họa theo. Thành ra nó có giống như là một cái gia đình vậy đó. Ai mà vô hát thì những người khác đều phụ họa cho cái người đó, cái người đương hát đó. Rồi cái người đến cái phiên cái người khác hát thì cái người khác họ cũng cầm bài cũng phụ họa, nghĩa là cũng giống như một gia đình, thành ra rất là thân thân với nhau. Đó, thành ra ngày xưa nó có cái tình tương thân, rồi còn có cái lúc mà mình giới thiệu cũng vậy nữa, cô cũng hay giới thiệu. Thí dụ như tới bài của người nào đó cái mình chụp cái tờ giấy giới thiệu lên, à đây đến đây là tiếng hát của ai đó, bài nó thì đó, tất cả đều hoạt động đều làm chung việc với nhau. Đó, thành ra nó vui cái như đó. Một nhà cô đó, thành ra cô mới có cái tình thân nhiều với những người hát đài phát thanh. Còn hát đại nhạc hội với lại hát phòng trà thì là mình ít tiếp xúc với mấy người ca sĩ hát phòng trà với lại đài nhạc hội. Con nghe nói là vì cô hát ở trên đài phát thanh và cũng như hát thâu dĩa thôi, cho nên thời đó báo chí muốn gặp cô hoặc xin hình cũng khó lắm. Như không được. Thì lúc đó cô có cái ý nghĩ không biết nó vui vui vậy là cô nói, ôi hát đài phát thanh đó là người ta, mình hát tiếng hát cho người ta nghe, ta nghe đủ rồi, ta đâu cần thấy mặt mình đâu. Thành lúc đó cô trốn, không có chụp hình, không có gì hết trơn á. Mình nói thôi, người ta nghe tiếng hát được rồi, khỏi cần có hình. Thành ra có nhiều ký giả họ nói là khán giả họ nghe nhưng mà họ muốn thấy mặt mình. Thành ra mấy chú mới kiếm Hồng Anh Đặng phỏng vấn, không kiếm cô đó. Phỏng vấn thì cô nói thôi đừng phỏng vấn tôi, khỏi cần. Cái mấy chú giận. Viết báo mấy chú trách đó, chú trách nó, chú nói trời ơi người ta hát mà không cho biết mặt gì đó, giấu mặt hoài. Mấy chú giận cái gì. Sao cái tới năm 1966 đó, bắt đầu giữa thập niên 60 đó thì mới có đài truyền hình, thì lúc đó là mình mới chịu xuất hiện đó, mới đành chịu xuất hiện. Mà cái thời gian mà cô thâu thanh, thâu dĩ thì chắc cũng rất là bận rộn trong cái thời gian thâu thanh đó, bởi vì hầu như từ sáng tới chiều trên các làn sóng điện thì đều có tiếng hát, tiếng ngâm của cô. Rồi ở dưới từ nông thôn cho tới đô thành thì ở đâu người ta cũng bật nhạc, cái dĩa nhạc có cô hết. Đó. Và một trong những cái hãng dĩa mà cô đã cộng tác thường trực mà tới ngày hôm nay khán giả vẫn còn nghe đó là hãng dĩa Việt Nam của cô Sáu Liên. Và cái cô nhớ là cái bài dĩa, bài hát nào mà cô thâu cho hãng dĩa Việt Nam không? À, Hồng Anh nhớ, cô nhớ đó, là cái bài Nếu Một Mai Anh Bị Kinh Kỳ của Hoài Linh. Đó. Mà cô không nhớ, không biết mình năm đầu tiên mình thâu đó là 1963. Dạ. Con nhớ hay đó.
thành ra cô nhớ cái bài đó hoài. Người ơi một mai nếu tôi đi về thì nghìn lần thương cũng thế mà tình em và tôi có chưa để vui hay quên những chiều mưa đêm giấc mơ nhớ gọi đến tôi. Rồi cô sẵn cô nói luôn là cái lúc mà thường thường hẳn dễ thâu thanh đó, mỗi một bài hát đó nó không phải thâu như lúc bây giờ, nó không phải giản dị dễ dàng như bây giờ. Bây giờ thì khi mà thâu đó thì người ta thâu nhạc trước rồi người ta đưa mình nghe rồi mình về mình thâu, thì cái lúc mình lại thâu là chỉ có một mình thôi. Còn ngày xưa nó khác, là mình thâu một lượt. Thí dụ như bây giờ người ca sĩ đó vô thâu thì ở trong cái phòng kế bên đó, sát bên đó, nhưng mà bên cái phòng bên đây là tất cả nhạc sĩ có mặt trong đó hết, cùng phải hẹn một giờ hết lại đó. Rồi cái một người hát bên kia, mấy người ban nhạc thì ngồi bên đây đờn, tất cả đờn. Thành ra nếu mà một người hư đó là phải thâu là hết. Thí dụ như bây giờ cô hư một chút xíu là tất cả toàn ban đều phải ngưng thâu lại hết. Thành ra còn mấy chú mà đờn mà sai một chút là cô cũng phải thâu lại hết. Thành ra nó cực lắm, thâu một bài lâu. Thành ra mấy chú lúc nào mấy chú nói Hoàng Oanh ơi, coi cháu ráng thâu kỳ này đừng hư nha, thôi là trễ lắm nha các chú. Có khi nào mà cô thâu mà cô bị khan tiếng hay là đau họng không mà phải bắt buộc phải thâu cho kịp cái bài để cho hãng dĩa? Thì ngày xưa mà lạ lắm, thí dụ mình bữa đó mình bị cảm hay gì đó thì mình từ chối đi, còn này mấy chú nó hẹn hết trơn rồi cái mình lỡ rồi mình cũng phải thâu. Mà cái bữa đó mình cảm luôn, thành ra cô nhớ có một bài hát mà cô đang bị cảm á mà cô lại cô phải thâu á, đó là bài Sương Lạnh Chiều Đông. Sương Lạnh, đúng rồi. Trời ơi cái bài đó nghẹt mũi. Mà mỗi bây giờ mỗi lần dặn lên á, cô nghe cô nói thôi ơi cái bữa đó mình cảm mà mình cũng ráng đi thâu, không xin nghỉ. Xin nghỉ sợ mấy chú rầy. Đúng rồi. Với lại cũng là một cái bài hát mà tới ngày hôm nay khán giả vẫn thường nghe, và cô cũng là người đã thâu dĩa cho Sương Lạnh Chiều Đông đầu tiên. Mùa xa câu thơ những lúc đêm mà ướp cánh hoa xưa phần nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Phần lớn á mấy chú á ưa nhờ Hoàng Oanh thâu đầu tiên lắm, là tại vì mấy chú muốn lăng xê cái bài đó, mà mấy chú lăng xê thì mấy chú bán được cái mấy cái tờ nhạc rời đó. Thành ra mấy chú mới liên lạc lại với lại mấy cô chủ của hãng dĩa, đưa cho Hoàng Oanh ngâm, đưa cho cô ngâm. Cái cô ngâm xong, ủa cô hát chứ, cô hát xong rồi là mấy chú lãnh tiền của hãng dĩa, chứ đâu có qua cô đâu. Đó, thành ra mấy chú cũng có tiền bản quyền đó, thành ra mấy chú cũng vui lắm. Có khi mấy chú tái bản. Nhiều tái lắm. Bản biết bao nhiêu mà mình đâu có biết đâu. Giống như chuyện tình Lan và Điệp mà con đang cầm trên tay đây là tái bản không biết là bao nhiêu lần. Dạ, nghe một. Nói đó, nghe nghe chú Lê Vinh nói tái bản nhiều. Mà lúc đó là hình như cái bài này là Hoàng Oanh hát chung với lại anh Nhật Trường đó. Cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nữ danh ca Hoàng Oanh cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Hoàng Oanh. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ là khi mà cô thâu hoặc là nhạc sĩ đưa bài đó,
thì là khi mà đưa xong thì nhạc sĩ thì qua cái người mà chủ hàng dĩa đưa tiền hết, cho nên con thấy nhạc sĩ ngày xưa cũng đâu có nổi nghèo khó lắm đâu. Dạ, nhiều khi mấy chú giàu lắm á, mấy chú tái bản nhiều mình đâu có biết đâu. Yeah. Mấy chú đâu có nói cho mình nghe. Yeah. Rồi mấy chú bán được. Thiệt ra đó là ngày xưa đó mà mình mà cô thâu dĩa nhiều đó thì cái người ta nghe rất nhiều, thính giả nghe rất nhiều, tại vì nếu mà mình hát đại nhạc hội hoặc là mình hát xổ số hay gì cũng quảng cáo đó thì là người ta nghe ít hơn. Còn người ta, tại vì nhiều khi người ta không có tiền mua vé vô coi thì người ta mua dĩa về nghe, thành ra những cái bài hát của cô đó thì nó đi đi tới thôn quê lận, đi xa lắm mà người ta nghe rất là nhiều, khán giả của cô rất là nhiều ở khắp nơi đó mà ta nghe rất, dĩa rất nhiều tới ngày hôm thành nay thử. Dạ, dạ tới bữa nay thành ra người ta đưa dĩa cho mình coi thì mình thấy là họ họ còn giữ kỹ lắm. Dạ, dạ họ còn giữ kỹ lắm. Bên cạnh cô thâu dĩa thì con thấy cô có xuất hiện khi mà cô lên trên đài truyền hình, khi mà có đài vô tuyến truyền hình đó. Dạ. Thì như là ban tiếng tơ đồng của dạ, nhạc sĩ dạ, Hoàng Trọng. Có, dạ có. Xin cô chia sẻ thêm về kỷ niệm với ban nhạc đó. Ok. Ban tiếng tơ đồng là một cái ban mà Hoàng Anh rất là thích, mà trong đó có hát nhiều giọng với lại hát bè, hát có harmony đó. Cái hát giống như là mình có hòa âm rồi có phụ họa, rồi thành ra cái bài nó tăng thêm phần hay. Thì cô lại rất là thích cái ban của chú Hoàng Trọng đó. Thì chú Hoàng Trọng á, khi mà vô ban đó thì khi mà vô ban hát đó thì mình biết rồi, nhưng mà khi mà đến khi có truyền hình đó thì chú cũng hoạt động luôn, thì chú cũng may áo đồng phục cho mỗi mỗi người một áo. Thì cô thấy là chú có chia ra mấy group lận. Lớn nhất là cô Kim Tước, cô Mộc Lan, cô Châu Hà, rồi cái lớp cái nhóm thứ nhì là cô Mai Hương, chị Mai Hương với lại Như Thủy với lại Quỳnh Giao, rồi cái nhóm thứ ba là Hoàng Oanh với lại Tuyết Vân. Tuyết Vân là chị của Quốc Dũng á, Tuyết Vân với lại Phương Hồng Hạnh hoặc là với Bạch La vậy đó. Đó, thì là gì, nhiều nhiều nhóm. Yeah. Nhưng mà chú may áo đồng phục đó, thành ra rất là vui, hay. Yeah. Lắm. Hình như con kỳ nào cô cái áo đó, cái đồng phục như thế nào cũng vui lắm. Cô tự thiết kế với không cô? Cô dán cái gì lên cái không, chiếc không. Áo đó? Cái đó là bên, rồi mình nói qua bên Hoa Tờ Đại. À, cái đó là Hoa Tờ Đại. Yeah. của chú Phạm Minh Cương với lại chị Như Hảo đó. Yeah. Thì cái ban đó cũng vui lắm, nên tới kỳ mà có cái chương trình của chú đặt ra là ốp A đó, ốp A chắc là kỹ hạ gì, rồi cái nói đen với trắng đó, cái về nhà mình lấy cái áo của mình, cái mình vẽ tròn tròn vuông vuông rồi dán lên tùm lum hết, thiết kế luôn, thiết kế luôn, thầy chú biểu muốn dán gì dán, miễn tròn trắng rồi lên. Yeah. Vui lắm, thành ra hát truyền hình nó cũng vui. Yeah. Ban Hoa Thời Đại thì ngoài cô nè, hay có cô Như Hảo là xướng ngôn viên. Yeah. Trong đó thì còn có ai hát trong Ban Hoa Thời Đại không cô? Cô nhớ là hình như là có cô Thái Thanh. Hoàng Tiến Long, có, Hoàng Tiến Long là anh nhạc sĩ đời. Yeah. Đó, rồi có hình như có ông Sĩ Phú hả? Yeah. Sao chú Sĩ Phú trong đó có nè. Nhiều lắm, như cô Hồng Vân nữa cô ha, có Ngâm Thơ nữa. Yeah. Chắc có Hồng Vân. Hồng mà Vân con... cũng ngâm thơ nữa đó. Đúng rồi. Hồng Thơ Quỳnh Nhắc đó. Quỳnh Nhắc, Hồng Vân. Hồng Vân cũng là một giọng ngâm rất là hay, mà cũng một thời với Hoàng Oanh đó. Và cô cũng thường ngâm thơ cho những cuốn băng sau này ở hải ngoại của cô. Dạ. Cô Hồng Vân. Có, dạ. Có. Cô cũng có ngâm rất là nhiều những cái bài thơ, rồi có ngâm mấy câu đầu vô hát nữa. Dạ. Cũng giống như bài... Chiến đầu vị tuyến đó, cũng dạ có vâng. Ngâm một đoạn thơ đó là cô cũng tìm đó. Cô tìm một đoạn thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương đó. Dạ. Thì cô tìm, cô thấy đoạn thơ hay nhưng mà nó có nhiều ý nghĩa đó, thành ra thay vì mình ngâm bốn câu nó không đủ. Dạ, ngâm một đoạn thành ra một đoạn. Dạ. mà cô khi cô ngâm á, cô nghĩ là ôi da đoạn dài quá, không biết người ta có nghe không, hay là người ta thấy dài quá à, ta không muốn nghe. Dạ. Cái ai dạ đâu, bây giờ cô thấy là người ta thích, rất thích những cái phần, thích cái phần ngâm thơ, tại vì thấy nó đưa vô bài hát đó. Rất hợp cô. Dạ. À, nhưng có lúc nãy cô có nói về Ban Hoa Thời Đại với cô Như Hảo, thì con nghe nói là cái thời đó cô Như Hảo cũng giúp cô một phần lúc mà chụp hình phải không, cô trang điểm cho cô, make up thì cho cô nếu sơ mà sơ.
Nếu mà Jimmy để ý rồi thấy mấy cái dĩa hát của cô á, mà có cái hình mà đương có hình bên cạnh cũng make up ha, mà có cái hình bên cạnh là mà cô đeo bông rồi này kia nọ đó, rồi có cái hình mà cô Nhật Bổn đó, cô baby baby à, cô búp bê mà Nhật Bổn đó, thì cái nhà của là nhà của cô Như Hảo đó, thì cô make up cho Hoàng Oanh, là lúc đó mình không có rành dùng make up, thành ra chụp hình thì nhờ chị Hảo á. Thời đó các cô đâu gọi là chị, gọi là bằng thím. Tại vì kêu chú Phạm Minh Khương đó, cái mình kêu thím luôn. Tới bây giờ cũng còn kêu thím. Đó là tình thân văn nghệ của các cô. À, bên cạnh đó thì con có thấy cô trong ban Dương Thiệu Tước phải không cô? Ban Dương Thiệu Tước thì có vào thi nhạc vô duyên, cũng thơ nhạc hay sao đó, đó. Nhưng mà ít lắm, ông không có nhiều. Mấy cái ban kia thì rất là nhiều. Bảo Thu, phải ban nhưng quên rồi. Ban Trường Sơn của Duy Khánh, rồi ban Tiếng Hát Đôi Mươi của Nhật Trường. Nhưng mà Tiếng Hát Đôi Mươi thì hình như ở bên đoàn quân đội nó hoạt động nhiều hơn. Đó. Và Tứ Ca Nhật Trường thì có cô tham gia không? Hay là cô chỉ hát trong Tiếng Hát Đôi Mươi thôi? À, thì Tiếng Hát Đôi Mươi mình hát chung, nhưng mà thường thường tứ ca của anh Nhật Trường thì ảnh là Như Thủy, Mai Hương, Quỳnh Giao, với ai nữa cả. Đôi khi là có chú Nhật Trường hoặc là lâu có Phương Đại vào hát chung. À, hoặc còn một người nữa mà mình quên rồi, bốn người đó. Thì thường xuyên là hát tứ ca đó. Tứ ca Nhật Trường. Nhớ có Quỳnh Giao với Mai Hương nhớ. Bên cạnh đó thì cô có hát trong ban Văn Phụng không thưa cô? Văn Phụng thì thỉnh thoảng thôi, nhưng mà thâu dĩa nhiều. Thâu dĩa thì ban Văn Phụng với cô Châu Hà. Cô Châu Hà thường phụ họa lắm. Tại vì trong cái ban của chú mà chú gọi, cái là mấy người trong ban là tiếp tay liền. Bên cạnh cái thời gian chứ 75 cô hát cho các hãng dĩa, thì con còn thấy cô có hình như có xuất bản thì phải, một cái tập nhạc gọi là Công Chúa Ngày Xưa, thì có để là Hoàng Oanh với Mai Châu, thì có cái logo của hai con chim. Cái đó là phải cô xuất bản không? Hay là... Điển xuất cũng chắc là cũng bán cho nhà xuất bản, họ xuất bản đó. Chứ mình không có là cái logo mà hai con chim một đàn một hát là có từ trước 75 rồi. Rồi cái có nhờ Vivi đó vẽ giùm, cái Vivi nó ồ hai người này vừa hát vừa đờn. Thôi tôi vẽ hai con chim. Vậy là cái bài đó là cô có phụ soạn với chú Mai Châu không? Dạ không, có cái lời đó. Có cái lời. Tại vì lúc đó là chú Mai Châu đặt nhạc, thì Hoàng Oanh nói thôi đặt nhạc thôi, để tôi đi kiếm kiếm thử lời rồi tôi để vô rồi rồi mình đặt. Tại vì thường thường đặt thì nó ưa có cái dần với nhau đó, thành ra cũng cố gắng đặt vui vui mà chắc không hay. Xin mách nhỏ quý vị là nhạc sĩ Mai Châu, tức là phu quân của nữ ca sĩ Hoàng Oanh, là người tác giả của bài Một Người Đi. Dạ cảm ơn. Dạ, dạ vâng. Và sau một vài phút thương mại thì con sẽ nhờ cô nói thêm về những kỷ niệm xưa. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Thưa cô, con có trên bàn con đây là hai cái cuốn băng nhạc từ trước năm 75, băng gọi là băng Akai á, là cuốn Tiếng Hát Hoàng Oanh. Cuốn này thì ghi là do Duy Khánh thực hiện, còn một cuốn nữa là cuốn Chủ Đề Rừng Xưa là Tiếng Hát Hoàng Oanh số 2. Vậy là ngày xưa cô có cái trung tâm ban nhạc để cô phát hành hả cô? Mình để coi, mình nhớ là coi tại cái lúc mà gần 75 đó, thì trước đó chắc năm 74 thì Duy Khánh thực hiện cái cuốn này. Dạ, cái cuốn số 1. Cuốn này, đó đó. Rồi cái sau đó cái cô thấy là Duy Khánh thực hiện của Duy Khánh, cái Hoàng Oanh nói thôi để bây giờ mình tự mình phát hành đi. Đó, thành ra Hoàng Oanh mới làm cái cuốn này phát hành. Là cuốn số 2. Nhưng mà chắc là cũng chắc nhờ nhà xuất bản phát hành cũng cần, mình thực hiện. Cũng cận kề năm 75 cô ha, thấy trong đây là ghi tháng 11 năm 74. Đó, thì coi như là còn mấy tháng nữa đó. Thành ra mình mấy tháng là mất nước. Sau đây con thấy ghi mấy cái chữ này con tưởng là con nít nó vẽ bậy, nhưng đâu phải, đây là chữ của ông Vũ Hoàng Chương. Chữ của mấy 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 ông thi sĩ đó. Đúng viết rồi, rất là hay, viết cô lạ lắm. Viết cái kiểu mình cô thích, thành ra cô để vô cái kỷ niệm mà của bác Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương.
Thưa cô, cái năm 75 tới thì con được biết cô và gia đình cô qua bên hải ngoại này, đặc biệt là cô đến trại tị nạn và cô đã hát rất nhiều cho đồng bào trong thời gian đó. Hình như con có nghe cô chia sẻ là cô có hát cho đồng bào nghe trong một buổi nhạc mà có một người nhạc sĩ thổi sáo cho cô thôi, nghe xúc động lắm. Thì cái ngày đó là thường thường mình sắp sửa đi là 4 July đó. Thành ra ở trong trại đó họ tổ chức một cái đêm giống như là đêm ăn mừng đó. Thì sẵn đó cái họ làm một buổi văn nghệ, thì cái lúc đó vừa mất nước đó, thành ra ai cũng nhớ nhà lắm. Mọi người nào cũng tâm hồn cũng hướng về quê nhà, nhớ kỷ niệm mình này kia, tại vì mới vừa rời nước mà họ nghĩ là không biết mình về đâu đó, thành ra người nào cũng có cái tâm trạng xúc động đó. Và khi đó thì cô lựa cái bài hát cái buổi đó đó, thì cô lựa cái bài Đêm Tàn Bến Ngự, mà cô nhớ là khi hát xong mà mọi người khóc hết. Thì cô nghĩ là tại vì ai cũng xúc động khi mà ly biệt đó, mình rời nước ra đi thì ai cũng nhớ quê hương, nhớ quê hương đó. Ông Đào Duy Anh đó, bác sĩ Đào Duy Anh, ổng đựng tranh rất là hay, cho nên ông Đào Duy Anh mới là đi mượn cái đàn của nhà văn Võ Phiến đó. Còn anh nhớ là thành ra bác có cho mượn cái đàn tranh đó, đàn trong đó, thành ra cái đàn nó cũng gợi nhớ là quê hương, thành ra mọi người không cầm được nước mắt. Con nghĩ đó là cái màn trình diễn mà để lại cho cô nhiều xúc động nhất. Thưa cô, bây giờ nhìn lại thì cô thấy là những đồng nghiệp, những ca sĩ nào mà cô quý mến nhất? Cô quý mến rất là nhiều người lắm, nhiều người ca sĩ lắm. Thì nhưng mà cái thời của cô hát đó, thì cô hát chung ở trong mấy cái ban giống như ban Hoàng Trọng, rồi ban Hoa Thời Đại, là Phạm Mạnh Cương đó, thành ra rồi ban Ngâm Thơ nữa, thành ra những cái người mà trong cái ban mình đều quý mến đó. Thành ra chơi thân tới giờ này cũng còn thân với lại những cái người hát trong ban, giống như là chị Hà Thanh, rồi Quỳnh Giao, Mai Hương, chị Mai Hương, cô Kim Tước rồi đó, Xuân Thu nữa đó, rồi cái rồi ở trong ban Ngâm Thơ đó, rồi cái ban Hoa Thời Đại bây giờ cũng còn liên lạc với lại chị Lê Thị Như Hảo đó. Lúc đầu chương trình cô có nhắc đến thi sĩ Thanh Nam. Thì con có được cái tấm hình là cô cùng với cô Xuân Thu, cô Hà Thanh, cô Mai Hương hát cho chương trình của thi sĩ Thanh Nam. Như lúc ông đổ bệnh thì phải. Lúc đó thì ông có bệnh nặng, thành ra mọi người đều tổ chức một cái đêm để mà cũng giống như là đêm để mà kỷ niệm vậy đó. Thì có Ngâm Thơ của chú, rồi có cô Thúy Hồng nữa. Rồi sau đó cô Thúy Hồng có viết một bài kể lại cái đêm nhạc hội đó, đêm nhạc đó. Trong thời gian đầu thì con thấy cô và gia đình thì ở bên tiểu bang, cùng tiểu bang với cô Xuân Thu. Thì tới năm mấy cô mới dọn qua bên Cali này? Thì là cô ở bên New Jersey thì cũng có ít nghệ sĩ lắm, giống như chú Thanh Thoại, cũng nhạc sĩ Thanh Thoại đó, mà ca sĩ Thanh Thoại luôn, rồi cái cô Xuân Thu nữa, rồi ai nữa nè, ít lắm. Thành ra thì có bao nhiêu đó thì mình quay quần mình chơi với nhau cũng thân lắm, đi tới đi lui hoài à. Thì trong đó thì Xuân Thu là thân nhất, ở gần nhà. Rồi đến năm 1990 thì Hồng Anh cùng gia đình dọn qua Cali, định cư tới Cali, là nơi có cộng đồng Việt Nam rất nhiều, rất đông. Con thấy là trong thời gian đầu thì khi cô qua cô hát cho các ban nhạc do cô phát hành,
Và cũng như là cô đã tái bản lại những cuốn băng mà theo dạng cassette như là cuốn băng tiếng hát Hoàng Anh 1 và 2 này. Hình như là cái cuốn băng cassette đầu tiên mà cô thực hiện hải ngoại là tiếng hát Hoàng Anh số 5 thì phải không cô? Cũng không. Cái số 1 ở đây thì qua đó, số 2 thì cô để cái số 2 này, số 2 là cô để số 1. Còn cái cuốn thứ 2 đó là cô để số 2. Tất nhiên là cái cuốn 1 cuốn 2 chứ không phải là cuốn 5. Cuốn 5 là chủ đề Xuân Ly Hương. Đó là băng cassette đó. Tại lúc qua đó là mình còn xài cassette đó. Đúng rồi. Ra cô thâu cassette. Giống như bây giờ các bạn trẻ trong nước người ta muốn tìm mua những cái sản phẩm gốc, những cái cuốn băng nhạc gốc từ nơi cô thì phải liên lạc ở đâu, như thế nào? Cô có thể cho khán giả được biết. À thì chắc là liên lạc ở chỗ Hoàng Oanh Music Center. Cô có cái địa chỉ đó. Để khán giả có thể liên lạc thẳng tới cô. Thì thẳng tới cô. Rồi nếu mà cô có những cái băng mới thì lần lần mà nếu mà có nhiều khán giả muốn có cái CD của cô đó thì cô sẽ phát hành. Con có để ý là trong cái cuốn Asia số 14 chủ đề yêu thì con thấy cô cùng với ca nhạc sĩ Duy Khánh song ca Liên Khúc Lính. Mình thấy cô hát cái bài đó cũng hơi ngượng ngùng chút, hơi ngại ngùng chút. Không biết sao mà cô chia sẻ thêm. Thức cười lắm, là nghĩa là cô hát chính, cô nhìn cái hình, nhìn cái bài hát đó đó, rồi cô xem cái bài hát, cô thấy cũng có cái chỗ cô hơi ngượng ngùng á, cô cũng thấy rõ ràng á. Mỗi lần mà xem lại bài hát á, cũng giống như là Jimmy thắc mắc đó đó, cô thấy cô có những cái chỗ mà cô hơi ngượng ngùng, đúng rồi đó. Rồi cũng có nhiều người khán giả cũng thắc mắc hỏi cô, thành ra bây giờ cô sẵn cô nói luôn là ngày xưa đó ở Việt Nam đó, chú Duy Khánh mình kêu bằng chú Duy Khánh, chứ tại vì mấy chú cũng lớn rồi đó, mình lúc đó còn bé kêu mấy chú hát cái gì cũng chú. Tới chừng qua đây đó cái tự nhiên cái mình phải hát một bài với chú Duy Khánh đó. Cái sau cái tự nhiên cái mình hát anh đó, cái chữ anh với cái chữ chú làm cho mình đứng gần chú Duy Khánh đó, rồi cái mình cũng hơi ngượng ngượng. Cái đó là do vậy đó, thành ra nó không tự nhiên, phải không? Thấy nó không được tự nhiên. Nhưng mà không biết tại sao, nhưng mà tánh của Hoàng Anh đã như vậy mà còn nhát nữa đó. Thành ra thôi kệ, không sao. Và phải nói đó là cái lần mà song ca hình như duy nhất ở hải ngoại sau 75 cô song ca với Duy Khánh phải không? Cho nên là con nghĩ đó là cái kỷ niệm mà khó quên với cô thật là nhiều. Cô ơi, hôm nay con rất cảm ơn cô đã đến với chương trình của Jimmy Show một lần nữa và chia sẻ thật nhiều những kỷ niệm xưa. Con xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe và trong những ngày tới được đón nghe những các tác phẩm mới từ nơi cô. Cô Hoàng Anh cũng cảm ơn Jimmy đã cho cô cơ hội để mà lên đây nói chuyện, tâm sự cùng quý vị khán giả của chương trình. Vậy thì bây giờ Hoàng Anh rất cảm ơn, xin nói lời cảm ơn đến tất cả các quý vị khán giả của chương trình Jimmy. Xin cảm ơn cô thật nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình The Jimmy Show tuần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.